Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Kim Ngân và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở Việt Nam, đó là tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình nơi đây có một địa thế vô cùng phong phú khi ở phía Tây có dãy Trường Sơn chạy dọc và ở phía Đông có biển Đông bao quanh. Cảnh quan ở đây chủ yếu là các đồi cát rất thích hợp cho việc chụp ảnh và chơi trượt cát. Ẩm thực ở đây cũng rất phong phú với các món ăn đặc sản như mì hải sản, bánh bột lọc, bánh tôm, vân vân. Và một khi đến đây, các bạn nên đến những địa điểm du lịch như Động Phong Nha, Kẻ Bàng, Sông Chảy Hang Tối, Tượng Đài Mẹ Suốt và đi thăm mộ Bác Giáp, vân vân. Tôi ấn tượng nhất ở đây là khi tôi đi sông Chảy. Sông Chảy có một màu rất trong, có thể nhìn thấy tận đáy. Và ở đây có những trò chơi rất vui và mạo hiểm như chơi đu zip line và chèo thuyền kayak. Tôi mong muốn Quảng Bình sẽ xây thêm nhiều khu vui chơi để buổi tối sẽ có nhiều hoạt động hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.